lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước không còn có cha, khi trời nắng mưa còn nhớ năm tháng êm đềm bên con, cha thương vô về dịu dàng dạy con vui sống mến Chúa yêu người, con nhớ đừng quên. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người
để lòng cha vui. Cha ơi lòng con ghi nhớ, và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Nơi khói phú, niềm bình an tuyệt vời.
khắc công ơn cha ngàn đời. Ôi tình cha cao vời, là tiếng hát ru con trước lúc chào đời, là suối mát chan hòa suốt cuộc đời, là tuổi xuân ấm áp cho tuổi xanh tuyệt vời, và đường đời con vui bước vì có người cùng đi. Nguyện đời con ghi khắc công ơn cha đến ngàn đời. Các giáo họ, cho thuộc giáo xứ Phúc Lộc và một số đoàn thể anh chị em trong giáo xứ đến để kính viếng, để chia buồn cùng tang quyến sư gì. Cho dù sợi tóc ở trên đầu các con rớt xuống cũng không khỏi ý của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời cầu kinh tha thiết nhất, xin Chúa tha thứ trong cuộc sống đời thường. Các có nhiều những lầm lỗi, những sai sót làm xúc phạm đến những người xung quanh, nhưng với lòng tin tưởng của Chúa Phục Sinh và lòng thương xót của Chúa thì Chúa tha thứ, và chúng ta mọi người chúng ta hãy cùng nhau dâng lên những lời kinh Chúa tha thứ và đưa lên hầu nam đây bao lần về một tôn nhan Chúa. Như đến Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Chỉ lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, nhưng với linh hồn Andre khi nằm xuống vẫn còn những điều thiếu sót. Hôm nay quý vị đã đến đọc kinh dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Andre với niềm tin của người tín hữu. Chúng tôi tin tưởng rằng lời cầu nguyện của quý vị sẽ được Chúa nhận lời và tha bớt những lỗi lầm khi linh hồn Andre còn sống đã chúc phạm với Chúa. Gia đình chúng tôi không biết gì hơn nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân và sức khỏe tới quý vị, để quý vị tiếp tục phục vụ và đưa giáo xứ Phúc Lộc ngày càng một thăng tiến. Gia đình chúng tôi xin được tri ân và cảm tạ quý vị. Và sang ngày mai lúc 5 giờ lễ, chúng tôi cũng xin được kính mời quý vị có các giờ tham dự thánh lễ và điện đơn điện cổ của anh lên tới mời. Tiếp tục đồng hành với gia đình trong cuộc sống đức tin. Và đây
chúng tôi cũng xin được mời tới đây đi. Chúng ta hôm nay là cầu nguyện xin Chúa truyền đến linh hồn hôm nay và ngày. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vì Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Tiếng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thần kinh vô. Nếu trong đau thương sẽ gặp những giữa vui mừng, thì tấm lòng u sầu sẽ về giữa buồn lời ca. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ Cha. Con nhớ Cha nhiều lắm.
con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi, đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Và các cháu, đây là một tâm tình tri ân cảm tạ thì Chúa đã gọi ông anh về để với Chúa trong sự bình an, đặc biệt các tiên lấy khi buồn với gia đình Quý Anh là người trong anh em, là người thì không nhiệt huyết cùng với anh em trong mọi công việc, từ việc lớn cho đến việc nhỏ không quản ngại. Đó là một cái tâm tình chia sẻ, thì về sau các cháu cũng phải nhớ ơn Quý Anh là người cùng đồng hành với anh em trong tâm tình này, thì anh em chỉ biết kinh biến và cầu nguyện và chia buồn cùng đại gia đình An Tiến. Giờ đây chúng ta nhiệt trí lời cầu nguyện cho linh hồn anh em được mau sớm được rửa nhan thánh Chúa. Nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa cầu nguyện của quý vị cho nên tổ an về với niềm tin của người tín hữu. Chúng tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ nhận lời và tha bớt những lỗi lầm khi linh hồn an về cuộc sống đã mắc phải. Trong tâm tình chia sẻ, gia đình chúng tôi không biết gì hơn việc xin thiên Chúa làm sao các thánh nam nữ trên trời của bộ mạng có bao nhiêu này luôn phù hộ và ban nhiều sức khỏe với các anh để các anh tiếp tục phục vụ cho những người qua đời cảm nhận tốt đẹp hơn. Đang chúng tôi xin được tri ân và tạ ơn quý vị. Trong cuộc sống với con cháu trong gia đình,
đã không ít lần anh đã nóng giận và chửi bới các con các cháu. Hôm nay anh nằm xuống, tôi xin được thay mặt anh xin lỗi các cháu để các cháu tha thứ cho anh lần cuối. Và giờ đây, trước khi anh về với lòng đất mẹ, trong cuộc sống con cháu không ít lần đã xúc phạm người anh, đã làm mất lòng anh, đã làm buồn lòng anh. Những cái đó là trong cuộc sống nó phải. Giờ đây, trước khi anh về với lòng đất mẹ, các cháu sẽ quỳ gối để xin lỗi anh lần cuối, để xin anh tha thứ cho các cháu. Con xin lỗi ba. Anh ba này. Bố đã khuất rồi, tưởng vòng trong năm bao giờ thấy. Cổ lao chứng chữ sẽ đánh đất hoàn toàn. Biết bao nhiêu tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi. Tôi lỗi với ba, tôi lỗi chứ không. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi hương lòng thanh nhàn. Cháu đã thành tâm xin lỗi anh, xin anh tha thứ. Và đây là những hành động không phải là bề ngoài, mà mang tất cả tâm tình tấm lòng của các cháu đối với người cha. Trước mặt cha bà ra đi, các cháu hứa với bà là sẽ sống đoàn kết và yêu thương nhau hơn như lúc ba đang còn sống, để cùng nhau nâng đỡ nhau khi đã mất ba, mất mẹ đến nay, tại mất ba. Xin các cháu ghi nhớ điều đó, vì thích bao nhiêu để sống. Sơn cao bao từng ngoài tuy hương quyến mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc rọi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về bàn tay.
dày xòa trên mái tóc bên đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời người cho anh người cho lẽ xin lỗi ba cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phải tan với bao năm chờ ơn cha như thái sơn cao vời như thuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi tình cha tha thiết lòng cha mênh mông hải hà như vậy nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn để cha vui trong quãng đời còn lại ơn cha như thái sơn cao bao tử gọi tùy cương quyết mà lòng thương mến ơn cha như đuốc roi cao trên đường đuốc soi tâm hồn dẫn con trên đường ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn tình cha tha thiết lòng cha âu ơn cha như mái hiên che năm trường gió mưa xa gần nắng mưa không dần nào những khi con buồn người đến bên vỗ về bàn tay xoa trên mái tóc bên sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời người cho ánh sáng người cho lẽ sống ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không mai tan với bao năm trường ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không mai tan với bao năm trường ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không mai tan.
săn sóc vội về nâng niu trìu mến của người cha. Mối tình cha con đậm đà thắm thiết đang triền nở, những tưởng không bao giờ mất, không bao giờ phải xa cách. Nhưng bánh xe thời gian thật khắc nghiệt, cứ quay đều không có hồi ngưng nghỉ, qua đi mà không bao giờ trở lại. Vì thế khi con tuổi hoa rạng rỡ, cha tuổi già trên tay, con qua thời dạy dỗ, cha đã thành mây bay. Con khôn lớn trưởng thành, cha già yếu bệnh tật. Rồi một ngày cha vĩnh viễn ra đi, con bắt đầu sống kiếp mồ côi, thật xót xa vô vàn. Thank you.
Được cái đoạn dài cho con nhìn mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài xa Oh,
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thank you.
vinh dự trên ba mình thì lại được một chỗ ở vinh viên trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và con linh thiên thần, các bề thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con công đức hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa. Chính nhờ với người.
Oh.
xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn người anh em này sẽ được sống lại trong trụ cột Chúa Kitô trong ngày sau ấy, cũng như mọi người đã qua đời trong ngôi mộ Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã lo mọi ân huệ dồi dào cho người anh em chúng con khi còn sống ở trần gian này, vì chúng con nhận thấy bằng chứng rõ nhất lòng của Cha và bằng chứng của sự các thánh con trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con cần về mà mở cửa thiên đàng cho đôi đời Chúa và cho chúng con khi còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đời ngày mọi người bái cầu trong Chúa Kitô được sống mãi mãi với Chúa và bên cạnh người anh em chúng con. Nhờ đức tin Chúa chúng con. Thấy trong ta hiện bóng con người. Thank you.
biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời ta dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh em chúng ta đây. Chúa đã thương khóc Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa đáp lời. Chúa đã cho người anh em chúng con được ghi ân tin trong nước rửa tội. Xin đoái thương cho linh hồn Andre được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc thánh mình máu Chúa. Xin đoái thương nhận linh hồn Andre và bàn tiệc trong nước Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cha chỉ đến, đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Cha Giuse, Phó Giáo sứ Phúc Lộc. Kính thưa toàn thể quý vị, con xin phép được thay mặt Đan Quý, xin Cha nhận tấm lòng tri ân của con khi linh hồn Andre được Chúa gọi về. Cha đã cử hành phép tẩm niệm và sáng nay Cha cùng toàn thể cộng đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu ông Andre đến nơi nghỉ cuối cùng. Xin Chúa ban muôn hồng ân và sức khỏe xuống cho Cha và trên con đường phục vụ. Kính thưa toàn thể quý vị, ông Andre sinh năm 1946, sau thời gian lâm bệnh và được gia đình và các con cháu hết lòng cứu chữa. Nhưng với số phận con người sanh lão bệnh tử đã được Chúa gọi về vào lúc 23:40 ngày 19 tháng 10 năm 2018, hưởng thọ 73 tuổi. Đáng quý chúng tôi xin được cảm tạ quý vị, hội đồng, giáo xứ và các giáo họ, giáo xứ Phúc Lộc, ban mai táng và các ngành đoàn thể giáo xứ Phúc Lộc, các đoàn giáo họ Giao An, chi bộ và các ban ngành đoàn thể tổ 7 phường Lộc Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Khánh,
gia đình đội 7 vận tải Bảo Lộc, tập đoàn Luật Toàn Cầu, quý vị thông gia, gia sư và bà con nội ngoại, các bạn bè thân hữu của các con cháu trong gia đình, bà con lối xóm xa gần đến an ủi, phúng điếu, giúp đỡ, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Andre trong những ngày vừa qua. Với những tấm chân tình trên, an quý chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng của quý vị, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa và Cha qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria ban muôn hồng ân cho quý vị và gia đình. Trong lúc tan gia bối rối, không trách những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ, tan gia đồng cảm tạ. Và con xin mời quý vị là 6 giờ đọc kinh, chiều nay đọc kinh giúp cho mẹ con. Sau nghi thức an táng xong, con xin mời, kính mời cha và quý vị về tại tư gia chúng con dùng bữa cơm thân mật. Gia đình con đồng cảm tạ. Sống lại, lạy Chúa là sư sống lại và là sư sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thanh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vinh viên trên trời. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Hai người sẽ trở về. Thân phận của con người được qua nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sóng vời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con thay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Andre được lên chốn nghỉ ngơi, hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, bầu cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh.
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Cha thật rồi, cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con. Chúa thánh thần, cha ơi, người thương tâm thiết hồn con. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện rằng cha cả sanh. Chúa cha mẹ tóc vô cùng ngày sau với trời là xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa thành thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này cả thánh thông thông. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống ở giám con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cam dỗ niềm thương chúng con cho mọi sự. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn lên chỗ nghỉ ngơi hàng sen tây mặt nước Chúa trời sang lan vui vẻ bùng mất. Amen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, bỗng một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời.